네, 속아이 먹어. 속아이 먹어. 네, 년 더 쟁. đi phải đi mặc vest đẹp trai rồi. Nhưng mà có thể về như kiểu chú rể đám cưới ở PLC. Oh, es el presente. Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn. Mình tên Domingo. Ok, hello chào các bạn. Mình tên Pashua. Ok, hello chào các bạn. Mình tên Sigang. Ok, hello chào các bạn. Mình tên Ofedi. Ok, hello chào các bạn. Mình tên Nishuang. Ok, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Ban Nam Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Chào các bạn. Còn Nati với Jo chưa chào rồi. Jo, con chào. Chào bạn. Chào các bạn. Mình tên Kinh. Hôm nay là sinh nhật Fedi mọi người ạ. Thế cho nên anh em mình xuống đây để tổ chức sinh nhật cho Fedi. Có cũng không có gì nhiều, mua mấy con gà thôi. Với lại ít nước ngọt với là bánh kẹo vậy đấy. Đến tổ chức sinh nhật cho Fedi cho nó gọi là có không khí sinh nhật ấy. Cho Fedi hôm nay vui lắm. Vui lắm à? Vui. 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 Đấy, giờ bắt đầu nó than lên nướng gà, một lúc nữa là có ăn. Hôm nay Fedi bao nhiêu tuổi? À, 23. 23 tuổi. Hai ba 23 đây là sinh nhật lần thứ 23 của Fedi. 23 đây là 23. Domingo bao nhiêu tuổi rồi? Mình là 25. Hai mươi bảy. Fedi là con à? À con nhỉ. Aki neto hè. Chán này. Đây là con của Fedi đây này, Nati này. Nati chúc mừng sinh nhật chưa? Nati chúc mừng sinh nhật Fedi chưa? À rồi rồi, Nati là ba tuổi. Nati 3 tuổi nhưng mà Nati chúc mừng chưa ấy? Nói là cho bố chúc mừng ấy à? Chúc mừng bố chưa? Hala Angola đi. Nati, para feliz año no, feliz aniversario. Feliz aniversario. Feliz aniversario, papá. Feliz aniversario. Nick, feliz aniversario, con fuerza. Feliz aniversario. Sinh nhật đấy, sinh nhật bố ạ. Này, Jo nói thử gọi. Feliz aniversario, phải là Jo. Feliz aniversario. Có nghĩa là câu này có nghĩa là chúc mừng sinh nhật đó mọi người. Chúc mừng sinh nhật. Việt Nam ta phải là chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Ok. Feliz aniversario. Cho hôm nay phải đi vui, vui lắm rồi. Vui á. Nhảy thử coi. Đang xa được. À có rồi, đây là nhảy. Hôm nay nhảy nhiều lắm. Nhảy nhiều lắm à. Ok. Đừng có uống rượu nha, hôm nay uống nước ngọt thôi. Uống rượu say rồi mai không đi làm được đâu. Bê cứ kêu mua tụi Armenia nào, tự ra bà liều ta bong. Hôm nay uống, mày không uống đi làm. Đúng. Thế bây giờ là đợi nướng gà một lúc nữa. Xong rồi sẽ bày ra, tổ chức sinh nhật tiếp. Bày ra để ăn. Vô ơi, lôi con đi đâu rồi? Mày đi vô đồ tan đi. Hả? Mày đi vô đồ tan đi. Mày đi vào đồ vai Vietnamita rồi. Đi về Việt Nam rồi. Mày vào đi Việt Nam đi. Dạ vôi. Dạ vôi Việt Nam đi. Nè vai mày. Vậy nãy xin đi sau đây đi tao mới nát đi. Nãy xin đi sau đây đi mày vào đi. Mấy ngày đây. Việt Nam đi. Giờ tôi sẽ phiền. Đi bao giờ nữa chora? Giờ tao mới nói chora. Nói cái gì? Nơi là mà tôi vào đi Việt Nam cho không show ra không à không khóc à không buồn à đấy mà ý là phải đi kêu hỏi Nati với là Jo là mà tôi với đồ ấy là đi về Việt Nam rồi có buồn có khóc không không
Mấy ngày nay cũng bị ốm, hôm nay mới đi quay được mọi người. Mấy ngày nay bị sốt rét, hôm nay mới đầu nghe phải đi kêu hôm nay sinh nhật phải đi nên là đi quay sinh nhật phải đi mà. Xa xa. Đi quay sinh nhật phải đi, tổ chức sinh nhật chú phải đi. Hôm nay ăn có kệ nhai nhai. Ăn có kệ. Ăn thịt gà. Ngon kệ. Quá tuyệt rồi. Bữa nay là mấy anh này là mấy anh ở trong team huyền thoại này là đi quay với anh Linh ấy. Nên là ăn uống suốt. Hôm nay anh uống ăn uống nhiều lắm. Nhiều lắm. Ừ, đúng không? Ngon. Đúng. Phim ma cùng Linh có mẹ mũi tù. Còn tu đủ đĩa có mẹ. Aki, aki lupa lagi kan ada. Nanti bawa kan ngon. Ngon eh. Eh, oleh ah, eh, orang kiri kau mae mana ting. Eh, film mae. Kau kamera main di phone. Eh, mình kêu mình quay phim mà mình tay mình run 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 rồi thèm lắm rồi. Nhìn mấy anh mà thèm mà không được ăn. Eh, film mae ta bong cái nào ting của mình đã có mẹ. Tôi đủ bị sôi có mẹ mũi tủ có mẹ tu đủ. Ngon ngon. Ngon ngon. Ngon ngon. Nè, số cây bột, số cây ao gần. Được rồi, lát nữa mình lại qua cho mọi người xem tiếp. Ngồi nói chuyện với anh này đi sáng rồi, với anh này hài lắm. Ok nha mọi người, đấy, anh em mình chuẩn bị uống sắp xong rồi, nướng gà uống sắp chín hết rồi. Bên này đang còn mấy con nữa thôi, đấy, đang còn nướng thêm. Còn chỗ này là nướng hết rồi, để cho mọi người ăn dần đi. Rồi xong chỗ kia chín lại lấy lên ăn tiếp. Hôm nay có khá là đông đủ anh em, team huyền thoại. Có cả vợ của Fedi, vợ con Fedi ở đây nữa. Trời, Fedi với vợ đứng lên coi. Đứng lên thử coi, mặc đồ đẹp thế nhỉ. Đây, nhân vật chính ấy. Fedi mặc vest đẹp trai ấy. Như kiểu chú rể ấy, đám cưới ấy. Ai? Đám cưới. Đám cái gì? Đám cưới ấy, đám cưới là gì Ariano? Hai mươi ba. Cái gì? Hôm nay là chú phải đi feliz anniversario. À, sinh nhật hả? À, sinh nhật. Nhưng mà mặc đồ ấy. Mặc quần áo đẹp. Kiểu đi làm cưới ấy. Đi làm mặc quần áo đẹp, không mặc quần áo đại. Ai đây lại đấy? Ý là kêu là mặc đồ đẹp giống như đi làm cưới ấy. Ok, hello chào các bạn nhá. Adriano chịu trách nhiệm về khâu nướng thịt. Đúng, thật. Kêu là phải đi với vợ mặc đồ đẹp giống như kiểu đi đám cưới ấy. À thế ạ. À đi xin cái tipo dice tu que vas a meter su faro tipo tai tai en casa. Oh. Nhưng mà mole phải đi Flori. Ofrece. Vai me dar aqui então. Hỏi có tặng cái gì chưa? Agora mulher me preparou que para oferecer no marido. Hoje é o dia do aniversário do marido. Vai buscar rápido. Vai buscar. Tặng gì chưa? Đi lấy đi nhanh lên. Quà. Quà. Đi lấy quà đi. Đi lấy cái này. Đấy, lấy cái này cho vợ phải đi tặng phải đi. Mình mới chuẩn bị hoa. Đấy, tặng phải đi. Ofrece. Oh, esse presente. Bên tôi là bố cả. Không được à? Không được. Aqui não. À, bố cả. Hôn đi. Hôn đi. Come on. Come on, anh em. Quá biệt rồi. Rất là vui luôn mọi người. Đấy, sinh nhật của Fedi đấy. Vui lắm. Fedi vui không? Cho hôm nay vui lắm. Tổ chức sinh nhật của Fedi. Cho là con là đập. Tim đập mạnh lắm à? Tim đập mạnh lắm. Tim đập. Mặc đồ như chú rể luôn này. Đây là phát bánh cho mấy em nhỏ ăn này. Này, cho mấy em nhỏ ăn bánh. Ok. Bánh ăn thịt này. Có mẹ gà đi nhà cota bicano. Tôi đã tụi đủ với số của mẹ. Đấy, sinh nhật của Fedi. Mình thì cũng không có gì nhiều. Đấy, tổ chức cho Fedi cái sinh nhật gọi là
để hội tụ với anh em nhân ngày sinh nhật kỷ niệm 23 tuổi. Cho phải đi vui đấy, làm chung mình bữa giờ cũng được gần một năm rồi. Phải đi làm chung mình. Hôm nay mới có cơ hội tổ chức sinh nhật, mới được ăn sinh nhật cũng phải đi. Đúng. Đúng không? Đúng. Đúng rồi. Cho phải đi cho chín giờ được đập đập. Cho phải đi vui lắm, nhiều lắm. Vui nhiều lắm à? Đập đập. Đây là con của Fedi này, con này gái hay trai? Amiga à? Amigu. Amigu. À, gay ở đây. Đây, Amiga, Amigu này. Đúng. Nhìn này. Đại. Nhìn quả má ông này đại. Nhìn, nhìn cô khí. Nhưng mà nhìn không giống Fedi. Không, con Fedi à? Không giống. À, giống Đồ Minh Cổ. Giống Đồ Minh Cổ ấy. Không. Giống Đồ Minh Cổ á? Không, không. Miden. Ôi, đây à. Đôi mắt của Đen, em nhờ cho em nhờ phải đi là phải đi Đen, em nhờ là có hôn Đen đẹp trai, đôi mắt của đẹp, đôi mắt của Đen nhiều lắm, mi đẹp Đen này, đẹp à, cái mắt đẹp à, giống ấy, giống đôi mắt của ấy, không, Jin phải đi, bố ở đây, mẹ ở đây, à, ê, bố, Đen ở đây, à, mẹ à, cái thấy giống đuổi ngủ rồi là trêu thôi, trêu trêu menti trêu thôi, con ta đang chửi vào đầu thuế trêu đừng mình ngủ với Fedi tí mọi người chứ nhìn giống giống vợ lắm, giống y Molière luôn, giống vợ này, giống Fedi này, đấy, sinh gái này, sinh trai này này, Natty này, đẹp gái này. Ừ, đẹp gái, đẹp gái. Ngon rồi, thôi tôi đụng với số comment đi. Yeah, ok. Đấy, ăn đi, ngồi xuống ăn đi. Vâng, một xin cái kia để ý là chín lại lấy lên ăn tiếp. Nhá. Đấy, ngồi ăn đi, ít nữa coi cái này nhá. Ít nữa, Arianu coi cái đấy nó chín thì lấy lên cho anh em ăn luôn. Đang nướng thêm hai con nữa mọi người. Nãy mình đi mua hết, nên là mình phải đi mua thêm. Mẹ đấy nướng sau. Mân ơi. Oye, mane, está bien. Okay. Okay. Hadi. Cacho. Oye, mane. Tú lo beso, Hadi. Canta. Okay. Canta. Después de cantar. Ya, un parabéns, Yo voy a decir. O digo así. La misma persona. Agradezco mucho por meus colegas que estamos aqui juntos, né? Okay. También es fácil, só ano de vida. 12 anos é muito. 12 anos é muito. 12 meses. Sim, 12 meses é muito, então. Agradeço muito como estamos aqui nós todos. Então, vamos só cantar parabéns. Antes de cantar parabéns, antes de comer um nove do pai. Ok, parabéns a você. Không uống bia rượu gì để sức còn mai đi làm đấy. Obrigado. Saúde, saúde. Muito obrigado. Saúde. Sim. Não tem obrigado. Eu tô muito feliz. Mas vamos sentar, vamos comer. Conta a galinha, eu tô no pessoal que ia sair comer, né? Obrigado. Muito obrigado, chefe. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns. Tenha mais continuidade de vida. Ok. Obrigado, mano. Parabéns, muitos anos de vida, ok? Obrigado, mano. Ok. Sim. Bem, obrigado. Obrigado, Ariano. Obrigado, Ariano. Obrigado, Ariano.
Ok nha các bạn, hôm nay mình cùng anh em rất là vui mừng. Hôm nay sinh nhật của anh Phê Đi. Mình chắc là cảm ơn, chúc mừng. Cảm ơn chúc mừng. Chúc mừng hai phút rồi. Vậy là chắc là làm việc rồi thôi. Ok. Ariano chúc mừng Phê Đi là chúc nhiều hạnh phúc với là làm việc tốt đấy mọi người. Cảm ơn anh đi anh, cảm ơn cho Fedi nói là cho cảm ơn anh chef Nam, cảm ơn là cảm ơn cả Việt Nam, cảm ơn cả Việt Nam, cảm ơn cả ngã nha, tao bảo cảm ơn anh Nam, cảm ơn đấy rồi tôi nói comment đi. Dạ mời các bạn. Alguien. Alguien. Era también la parte de la mamá de adelante. Sí, de eso es el parte de la. A ver. Yo, mira por qué está ahí. Ya crianza. Yo, come galinha, yo. Để nó ngọt đây. Đậy, đậy nắp lại. Precioso. Vậy cho nha. No ten. Precioso. Cảm ơn chú. Cảm ơn. Recebi. Vale, cảm ơn. Đây. Apresenta bañan. Yo no que mamo el capel de cabeni. Né? Né? Okay. Ando ali. Aí tomei igual e ver na mim. Ngon. Oi, mano. Apresenta favor, mano, vamos sentar, né? Ngồi đi, tôi sentar đi. Ngồi ngồi xuống ăn đi. Đấy, Ariano ngồi đi. Ít nữa lại kia coi cái gà nó chín lại lấy lên cho anh em ăn tiếp. Vâng. Mời các bạn ăn. Mời các bạn ăn. Ngon. Okay. Ngon, tuyệt vời. Ngon không? Tuyệt vời. Ngon tuyệt vời. Ngon này. Ngon. Ui chá. Ui chá, ui chá, ui chá. Đổ rồi. Đây, chú đeo ý lắm bạn. Nè. Cho phải đi cho. Phải đi mặc đồ đẹp. Lắp đập. Tôi phải đi vui. Vui lắm à? Vui lắm. Vui lắm. Tôi phải đi là nhìn là cô lê gà chứ. À. Cho cô lê gà ngồi ở đây. Phải đi khóc à? Phải đi sau này à? Cho mắt à. Phải đi xúc động quá mọi người. Đấy, bây giờ mình đến mình quay cho Đích Lắc. Có cả Đích Lắc luôn rồi. Đấy, để cho Đích Lắc ăn ăn uống với anh em cho vui. Đi bắt cái gì quá. Mà thế gì làm? Sao anh đổ nước ngọt lên đầu ấy? Parabéns a você. Hay là chúc mừng. Tam. Mấy anh này giống như kiểu mình lấy bánh kem ấy. Nhưng mà hôm nay mình đi mua bánh kem mà không có bánh kem. Đi mua bánh kem nhưng mà không có. Cho nên là thay vì chép bánh kem thì mấy anh này lấy nước ngọt đấy. Okay. Đổ lên đầu coi như là lời chúc mừng ấy, chứ không phải là phí phạm gì đâu nha mọi người. Đây là cái lời chúc mừng thôi. Quá chín nhau lắm mà để lại thì các phong kia đều xem mà. Kiểu như Việt Nam mình có bánh kem hay quệt lên mặt rồi hay là gì ấy. Đây đây còn okay. Tuyệt chiêu gì đấy. Ôi trời ơi. Thay bột mì. Lấy bột mì. Lấy bột mì rác lên đầu để chúc mừng. Espera. Espera. Ok. Cảm ơn. Cảm ơn anh. Un parabéns para ti. Ok. Bon ano novo. Oh, boa felicidade. Um bom tempo. Nós estaremos todos juntos. Estamos juntos. Tchau, já vai. Camon. Camon é domingo. Nói gì đó. Camon é domingo. Nói gì đó. Anh em Fedi. Camon sinh nhật có. Có em, anh phải đi. Chắc là Cảm ơn. Chắc là chúc khỏe thôi. Làm việc rồi và chúc khỏe. Cảm ơn anh. Đấy, bên này là cũng sinh nhật cũng như vậy thôi mọi người. Bởi vì không có gì nhiều nhưng mà người ta cũng chuyên gia Angola là lấy là bột ngô, mắc đào, mắc tát
Mặt cả mắt. Mắt. Đúng. Trời vui lắm. Phải đi kêu là Angola là sinh nhật là lấy bột ngô với là nước ấy đổ lên đầu, nước ngọt ấy đổ lên đầu ấy để chúc mừng sinh nhật, coi như là lời chúc ấy mọi người. Đấy, vui lắm. Chứ không phải là phí phạm gì đâu mọi người. Coi video có gì thông cảm nhé. Đấy. Chứ này lâu lâu mình có buổi sinh nhật mà anh em tổ chức sinh nhật chị tạo không khí kiểu phong tục của người dân Angola là như vậy. Ai nước nào cũng vậy. Bên mình thì có bánh kem, sẽ lấy bánh kem chét lên mặt. Còn bên này không có bánh kem ấy, cho nên hồi nãy mình đi mua cũng không có nữa. Cho nên là mấy anh lấy nước ngọt với là bột ngô đấy để quét lên kiểu vui chúc mừng mình cũng không biết nói sao, nhưng mà nói chung là làm vậy là mấy anh cảm thấy rất là vui. Ngon lắm. Được, hôm nay phải đi. Chắc, mình rồi. Thôi, chắc bây giờ video này của mình cũng xin kết thúc ở đây thôi mọi người, để cho anh em ăn cho tự nhiên và vui vẻ. Đấy. Mọi người mà thấy video này hay, ý nghĩa hãy like, share, đăng ký kênh ủng hộ anh em nhé. Ok, bye bye, chào các bạn. Cảm ơn anh em. Anh em. Cảm ơn anh em. Cảm ơn anh em. Chào, chào các bạn. Thôi để cho mấy anh ăn đi cho thoải mái. Đấy.